Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng các vị chủ tọa phiên họp, thưa Quốc hội, thưa đồng bào cử tri cả nước. Chiều hôm qua và sáng nay thì Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hồ Hoa Lệnh đã trả lời theo chúng tôi nhận xét là trực tiếp, thẳng thắn, trách nhiệm và cũng gần như là đầy đặn tất cả những ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Dĩ nhiên có những việc là anh em chúng tôi sẽ phải tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong thời lượng cho phép, xin phép được báo cáo trao đổi chủ yếu về cái chương trình này, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có mở rộng lên 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trước hết thì với trách nhiệm được phân công là người chỉ huy cái việc tổ chức thực hiện 3 chương trình này, chúng tôi xin nhận khuyết điểm trước Quốc hội và đặc biệt xin nhận khuyết điểm trước bà con đang sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vì chương trình này và kể cả 2 chương trình còn lại đã thực hiện không đúng theo yêu cầu đặt ra, hay nói giản dị là rất chậm. Theo số liệu chúng tôi có được thì đến 31 tháng 5 năm 2023 thì phần vốn của năm 2022 cho chương trình này chỉ đạt 58,49% cái vốn đầu tư phát triển. Và riêng vốn của năm 2023 thì chỉ có đạt được 17,01% cái vốn đầu tư phát triển. Mặt khác, chúng ta chỉ còn 2,5 năm nữa để thực hiện cái giai đoạn 1 của cái dự án này. Hơn nữa, như nhiều đại biểu đã nói, rất nhiều khu vực, rất nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng chương trình này đang sống ở cái vùng biên cương, vùng phên dậu của đất nước và đang cố gắng chịu đựng rất nhiều khó khăn để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cho nên chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề trong việc này. Vậy thì nó vướng cái gì? Theo chúng tôi nó vướng 3 việc. Thứ nhất là chúng ta hôm qua nay bàn rất nhiều về cái cơ chế chính sách. Mọi người đang tranh luận với nhau là chồng chéo hay xung đột hay là như thế nào về câu chữ. Chúng tôi nghĩ điều đó cũng không quan trọng lắm. Vấn đề là chúng ta cố gắng tháo gỡ để cho nó chạy và chạy thật nhanh trong thời gian tới. Thứ nhất là văn bản rất là nhiều. Của 3 chương trình mục tiêu quốc gia cộng lại có đến 73 văn bản. Chỉ đơn cử riêng cái chương trình này thì nó được tích hợp từ 118 chính sách, 10 dự án, 22 tiểu dự án và 55 nội dung thành phần và chịu sự quản lý của 23 bộ ngành trung ương. Cho nên cái việc nó còn chồng chéo và thậm chí xung đột với nhau, chúng tôi nghĩ là mọi người có thể chia sẻ được. Trong cái đợt khảo sát vừa rồi ở 4 cái khu vực và các hội nghị trực tuyến và yêu cầu các địa phương báo cáo thì chúng tôi của 3 chương trình này chúng tôi ghi nhận được 339 cái thắc mắc của anh em ở cơ sở vì không biết làm như thế nào cho đúng. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 71 và trong vòng khoảng hơn 2 tháng thì 18 trên 18 bộ ngành đã có 59 cái văn bản trả lời, giải quyết được 261 trên 339 cái thắc mắc này, chiếm khoảng 70%. Cái phần còn lại 78 cái nội dung thì chúng tôi đang thực hiện trong cái cách là sửa đổi cái nghị định 27, ban hành một số thông tư và điều chỉnh một số thông tư. Và cũng báo cáo của Quốc hội là riêng cái việc khó nhất là sửa đổi cái nghị định 27 thì cho đến sáng nay đã có 23 trên 27 ý kiến thành viên chính phủ đồng ý và có thêm một số ý kiến góp ý. Ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp giải trình để báo cáo chính phủ và chắc là sẽ ban hành được trước ngày 15 tháng 6. Cũng phải nói thật lòng với các đồng chí là tôi có hứa với Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Chủ tịch Quốc hội rằng trong quý 1 là xong cái việc này nhưng cũng phải mất thêm 2 tháng rưỡi nữa mới nay mới có thể báo cáo Quốc hội về cái thời hạn 15 tháng 6. Có một điều nữa khi anh em chúng tôi đi địa phương thì thấy thế này. Ví dụ như lấy cái số liệu của ngày 31 tháng 1 năm 2023 thì đối với vốn trung ương á, thì các địa phương chỉ giải ngân được 44,6%. Nhưng đối với vốn đối ứng của địa phương á, thì được 98,9%. Bộc lộ một cái điều, nếu là thẩm quyền địa phương thì giải quyết rất nhanh. Nhưng đối với cái quy định của chúng ta thì nó rất là lằng nhằng. Với lý do đó thì chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng cái việc đầu tiên cần phải giải quyết là chúng ta làm cho xong cái quy định này, một số quy định. Và cũng nói luôn với các đại biểu nó chưa hết được, chúng tôi chỉ trên cơ sở 339 ý kiến phản hồi thu nhận được và ngày hôm nay là một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội thì chắc chắn trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện việc này để nó hoàn chỉnh, để nó hoàn thiện, để cái chương trình có thể giải ngân được đúng như yêu cầu. Thứ hai thì cũng phải nói rằng các địa phương cũng không phải địa phương nào cũng quan tâm chương trình này như nhau. Và một cái điều rất là lý thuyết và cũng đúng trong thực tiễn, đó là nơi nào quan tâm thì nơi đó việc nó chạy.
Cho đến giờ này vẫn còn 6 địa phương là Bình Thuận, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu và Bến Tre vẫn còn nợ những cái hướng dẫn của thẩm quyền địa phương mà theo phân cấp cho cái chương trình này. Cũng mong các đồng địa phương, các đồng chí lưu ý. Cái vướng mắc thứ ba là thực ra thì có một cái chuyện cũng không khác được, đó là trình độ của cán bộ trực tiếp triển khai cái chương trình này ở địa phương, đặc biệt vùng sâu vùng xa còn rất hạn chế. Trình độ hạn chế, thủ tục lằng nhằng và nó chậm, và còn có một nguy cơ là rất là dễ dẫn đến sai sót. Tổng hợp ba ý kiến này, chúng tôi có thể bước đầu giải trình cho cái việc là lý do tại sao chậm. Một cái việc thứ hai chúng tôi cũng muốn trao đổi báo cáo Quốc hội và đặc biệt muốn trao đổi các địa phương là qua khảo sát thực tế thì thấy một cái chuyện thế này. Tức là chương trình này và kể cả ba chương trình mục tiêu quốc gia thì các dự án triển khai ở một số nơi, rất ở nhiều nơi chứ không phải một số nơi, rất là manh mún dàn trải. Nó có mấy điều thế này. Nguồn lực cơ bản là không nhiều, không thể đáp ứng được tất cả yêu cầu mong muốn của mọi người. Cho nên chia ra cho nó mỗi người một ít. Cái thứ hai là cán bộ, các anh em ở địa phương thấy bây giờ chỗ nào cũng khó. Cho nên nó có cái tâm lý là thôi bây giờ hoa thơm người hưởng tí, để cho nó đâu đó nó ổn định và nó cũng vui vẻ. Cái thứ ba là có một số quy định cũng bắt buộc gây ra cái sự dàn trải này. Chúng tôi đi khảo sát ở một cái huyện của một tỉnh đồng bằng, ở một tỉnh khu vực Tây Nguyên đó, thì cả nhiệm kỳ địa phương này trong chương trình này được 200 tỷ. Nhưng có đến 400 dự án, đâu đó một dự án cỡ chừng 500 triệu. Đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một cái dự án hạ tầng 500 triệu, một cái đoạn đường ngắn ngủn thì khó mà có thể kết nối, cho nên cái việc phát huy giá trị của nó rất là kém. Bên cạnh đó nó còn phải có hai cái hệ lụy nữa. Tức là thay vì ví dụ như 30 bộ hồ sơ thì bây giờ phải 400 bộ hồ sơ. Cái khối lượng hồ sơ rất nhiều, cho nên làm hồ sơ không là cũng phải mất vài ba tháng, thậm chí một năm, cho nên nó chậm. Và việc thứ ba cũng phải nói một cách rất thật lòng là với trình độ anh em như vậy cho nên khả năng rủi ro là rất lớn. Và có khi chúng ta cũng sẽ mất cán bộ bởi vì chính cái sự dàn trải này. Cũng mong các đại biểu Quốc hội giúp cho việc này khi đi khảo sát và mong các đồng chí ở địa phương hết sức lưu ý. Vấn đề thứ ba mà mọi người mong muốn là chúng tôi muốn nói một chút về cái Nghị định 27. Nghị định 27 lần này thì giải quyết được 5 câu chuyện lớn sau đây. Thứ nhất, như nhiều đại biểu đã nói và đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nói, ở địa phương có lồng ghép rất nhiều cái nguồn vốn. Thì hiện nay Nghị quyết 27 sẽ giúp cho các địa phương lồng ghép các nguồn vốn này vào đây để gia tăng nguồn lực để chúng ta tránh cái dàn trải manh mún. Cái thứ hai là hiện nay thì nó có một câu chuyện thì vốn sự nghiệp theo quy định của luật ngân sách là không có phân bổ kiểu như trung hạn của vốn đầu tư phát triển. Tuy nhiên thì địa phương là yêu cầu phải đối ứng 10%. Và đối với những dự án nó kéo dài nhiều năm thì cái năm kế tiếp không biết trung ương phân bổ vốn sự nghiệp bao nhiêu. Cho nên cái phần 10% của mình cũng biết ghi bao nhiêu. Thì chúng tôi đã vận dụng cái này và sẽ có cái thông báo dự kiến cái phần vốn này. Nó không chính xác tuyệt đối nhưng nó cũng đâu đó cái khoản đó để địa phương dễ bố trí cái này. Cái này nhiều địa phương đang có ý kiến. Cái thứ ba nữa là cái quy định chi tiết quy trình thủ tục hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các hộ gia đình để có đất ở, nhà ở theo tiêu chuẩn. Theo quy định thì nguồn vốn này từ nguồn ngân sách tập trung, nguồn đầu tư phát triển, cho nên theo luật đầu tư công là phải làm một bộ hồ sơ. Ví dụ như hỗ trợ 40 triệu cho một căn nhà thì lại phải làm một hồ sơ theo cái quy định về xây dựng cơ bản. Và như vậy chúng ta phải có chừng vài chục ngàn bộ hồ sơ và nó hệ lụy như đã nói. Thì trong Nghị định 27 cái lần này vận dụng cái luật đầu tư công năm 2019 và nghị quyết 120 thì chúng tôi sẽ cấp phát được cái này cho bà con. Cái điểm nữa là hướng dẫn mà rất nhiều địa phương đang vướng là cái thủ tục hỗ trợ phát triển. Thì trong cái nghị định sửa đổi lần này quy định cái quy trình chi tiết để thực hiện, cái cơ chế triển khai một số dự án, tiểu dự án sẽ được giải quyết. Và cuối cùng điểm quan trọng là chúng tôi sẽ đẩy mạnh phân cấp cho địa phương để các đồng chí chủ động thực hiện những điều mà chỉ các đồng chí mới biết phải làm như thế nào là đúng nhất. Báo cáo các đồng chí thì về những việc sắp tới, chúng tôi đã có 5 cái việc mà cũng ghi trong báo cáo. Xin phép không nhắc lại. Về ý kiến của đại biểu Lưu Mai và một số đại biểu thì xin phép thế này. Tinh thần chung chúng tôi nỗ lực cố gắng để tiếp tục giải quyết những việc mà chúng tôi biết nó sẽ tiếp tục phát sinh. Làm sao để có thể giải quyết cái vốn này đúng hạn theo đúng quy định mà và đúng theo yêu cầu của mọi người mong muốn. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.